Và Ngọc Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong một clip test những sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Ngày hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh xin test tiếp hai sản phẩm để gửi cho hai vị khách hàng có hai địa chỉ khác nhau. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc âm ni Sansui Alpha 707 LSTRA mặt gương hồi gỗ mới về. Cùng với đó là một chiếc đầu Soli giải mã 3-1 có mã là D3. Cửa hàng âm thanh Hạnh xin gửi hai vị khách hàng có địa chỉ tại Quảng Ninh và vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nam. Cửa hàng đang phối ghép cùng với một chiếc âm ni Sansui 707 LSTRA có công suất là 330W cùng với một cặp loa Sequin Vega có mã là AT12. Và cửa hàng cũng sẽ test nhanh một ca khúc để gửi tới những vị khách hàng đã đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Hạnh. Và tại thời điểm này cửa hàng đang có đoàn khách trực tiếp tại cửa hàng. Cửa hàng cũng xin vài phút để test nhanh sản phẩm gửi khách hàng. Vâng, bởi vì sản phẩm cũng đã xếp tại đây rồi nên cửa hàng cũng làm clip ngắn nhanh chóng. Vâng, phía sau là một chiếc âm ni đèn Lukman 38 sinh. Cửa hàng cũng đã test gửi vị khách hàng có địa chỉ tại thành phố Vũng Tàu rồi. Và sau clip này cửa hàng sẽ bỏ những sản phẩm ra gửi cho những vị khách hàng. Vâng, hai sản phẩm trên âm thanh Đức Hạnh xin gửi hai vị khách hàng có tên và địa chỉ như sau. Sản phẩm thứ nhất, một chiếc âm ni Sansui 707 LSTRA mặt gương hồi gỗ. Âm thanh Đức Hạnh xin gửi anh Nguyễn Văn Dũng. Anh có địa chỉ tại đường Ấm 2, Lâm Hạ, Phủ Lý, Hà Nam. Sản phẩm thứ hai là một chiếc đầu giải mã 3-1 D3 của hãng Sony. Âm thanh Đức Hạnh xin gửi anh Nguyễn Văn Tiến. Anh có địa chỉ số nhà 218, phố Lê Hoàn, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Vâng, đây là những sản phẩm mà khách hàng cũng đã theo dõi kênh hàng ngày khi cửa hàng thông báo hàng về trên kênh YouTube của mình. Và cũng là hình thức quảng cáo bán hàng lên những vị khách hàng có đơn chốt bên cửa hàng. Cửa hàng xin làm clip ngắn thông báo những sản phẩm của những vị khách hàng đã chốt. Vâng, đây là một chiếc âm ni Sansui 707 LSTRA mặt gương hồi gỗ. Vâng, chiếc âm ni này thì có giá là 18.500.000. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn còn một chiếc có giá 18.000.000. Vâng, tất cả thì mặt mũi rất là sáng bóng, đẹp, zin nguyên bản. Vâng, và phía trên là một chiếc đầu Sony giải mã 3-1 có chạy đĩa CD, chạy đĩa MD và giải mã qua đường quang. Còn nguyên cả cắp tono này. Vâng, còn cặp loa Sequin Vega có mã AT12 có giá là 18.000.000 đang hiện diện trước mắt quý vị và các bạn đây, được sử dụng một bát 30. Vâng, cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút, xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe một chút ca khúc Nhạc Không Lời, Phòng Trà. Vâng, chiếc âm ni 707 LSTRA thì chơi được đa thể loại nhạc.
bản nhạc test qua thì quý vị và các bạn có thể trải nghiệm được qua chất âm của chiếc âm ly 707 LSA có công suất 330W. Chiếc âm ly này thì đánh được đa thể loại loa như những cặp loa có bát 40. Chiếc âm ly này cũng sẽ thể hiện rất tốt trên những bộ sản phẩm của quý khách hàng. Vâng, vậy Âm Thanh Nữ Hạnh cũng xin tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cửa hàng đón tiếp đoàn khách đang có mặt tại cửa hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt.